Cháu tỉnh chưa? Cháu tỉnh rồi ạ. Mày nhá. Mà đây là đâu thế hả ông? Đây là ở ngoài đảo xa cháu à? Ngoài đảo á? Mày cho cháu nhá. Ông đang đi đánh cá, ông nhìn thấy cháu đang ôm tấm ván trôi ở ngoài biển, thế là ông vớt cháu lên đấy. Không có thì Diêm Vương bắt cháu đi rồi. Vâng, con cảm ơn ông. Vì lúc cháu đang ngồi đập hào xong, cháu phát hiện một con cá sủ bằng két. To ơi là to. Cháu định bắt nó, nhưng anh, nó lại kéo cháu ra ngoài biển. Sao nào? Mấy đêm nay ông thấy nó cứ lấp la lấp lánh ở ngoài biển. Thôi, thế cháu ngồi đây để ông về ông chuẩn bị lưới đi đánh cá sủ bằng két nhá.